buổi tối rất là đẹp. Ở bên ngoài họ có trang trí những cái này nữa nè, cái giỏ của trái thông nè, những cái này để làm cái gì mình không có biết, giống như là làm nông á, dụng cụ làm nông, hay là giống như cái để cài ngày xưa hay sao á. Bên đây cũng có nữa nè. Đi vô trong nhà thấy cái thảm này là thấy kiểu người Anh ngày xưa rồi đó mọi người. Cái bàn cái ghế cũng rất là xưa luôn. Có mấy cái đèn để bàn đẹp quá ha. Hello mọi người, thì Kim đang ở Cambridge. Đây là cái nhà mình thuê của người dân địa phương đó các bạn. Mình không có ở trong thành phố mà mình thuê nhà người dân ở cách thành phố khoảng 4-5 km gì đó. Tại vì mình đi xe đạp á, Kim với anh Tony thì thích chạy xe đạp, cho nên là thuê nhà ở xa thành phố để mình có cơ hội đạp xe ngắm cảnh mọi người. Đây là cái phòng nè mọi người, cái phòng rất là nhỏ xinh luôn. Nhưng mà cái nhà theo kiểu là cái nhà của người Anh xưa đó. Cái nhà chính gốc là của Anh luôn đó. Cho nên là từ màn cửa ha, tới thảm hay là gói gì, cái tủ này nữa nè, cái tủ này cũng rất là xưa luôn rồi đó. Nhìn nó có vẻ cổ. Cái bàn này để lên đây được nè. Cái bàn nhìn mấy cái kiểu nhìn giống dưới quê mình á, rất là xưa luôn. Cái màn cửa này đẹp, cái màn cửa này xinh. Bây giờ buổi tối rồi thì không có thấy ở ngoài ha, ngày mai mình sẽ quay bên ngoài cho mọi người xem. Cái phòng nhỏ gọn thôi mọi người. Toilet. Mình ở lầu 2 á, cái nhà chỉ có một lầu thôi, lại dưới đất với lại trên một lầu nữa, cho nên là có vẻ là nó giống như áp mái á. Toilet cũng tương đối là rộng rãi ha mọi người. Không có bồn tắm, chỉ có một phòng tắm đứng thôi. Nó đơn giản như vậy thôi đó. Bây giờ buổi sáng mình sẽ đi từ khách sạn vô trung tâm nha mọi người. Ở đây thì người ta chỉ cho thuê phòng thôi chứ không có ăn sáng. Cho nên là mình phải đi vô trong trung tâm mình kiếm chỗ ăn sáng. Thank you.
Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ để cái xe đạp xong rồi mình đi ăn sáng nha các bạn. Ở đây không có cái người giữ xe đạp, chỉ có cái chỗ giống như là có cái chỗ để cho mình đậu cái xe đạp vô xong mình khóa lại. Nhưng mà có rất là nhiều người đi xe đạp cho nên mà kiếm cái chỗ mà còn trống để xe đạp thì cũng rất là khó mọi người. Stand by yours and do what? Mate, hang on a bit. Stand it up on the end, you mean? In there, nowhere. Okay, let's have a look over there then, yeah. Hang on a second, babe.
đồ. Chạy xe đạp ở cái cảnh này. What? I don't fucking see you. What? Oh, I'm just here to drive you here. Oh, no, no, no. Khoe rồi, lúc con sóc. Hôm nay con sóc. I'm sock. Yeah. Sock, as in the sock on the foot. S-O-C. Yeah, con sóc. Sounds the same, no, hey? Same what? It sounds the same as sock. Sock on your foot. Sock. Con sóc. Sock. Sock or sock? Sock. Sock. S-O-C. That's what I said. Sock. Come not, sock. Not c- c- come sock. Yeah, that's right. Hey, that's what I said. Ở dọc bờ sông có nhiều cái chiếc thuyền đậu nè. Nhiều người ở đây là người ta sống trên thuyền luôn đó mọi người. Cái thuyền giống như cái nhà của người ta vậy đó. It don't work, hôm nay. But we go on the left, right? Really? I thought we go on the left. What is that bell not working? I don't know. We should have told them that when we took it in for a service. Có đi bộ với xe đạp thôi à mọi người, cho nên là cảm giác không khí nó rất là trong lành luôn và yên tĩnh hơn. What? Really? Very famous boat race every year. It's called the Oxford Cambridge Boat Race. Here. Yeah. Right. How they do it? This river. I think it's now not this river, another river. But inside all of these garages and these houses are all boats, rowing boats. Really? Yeah, they boat them down here all the time. Xem một hồi mệt thì ăn trưa nha mọi người. Ăn trưa ở đối diện với cái trường Đại học King, gọi là trường King College đây. Cảnh rất là đẹp luôn. Thấy nhiều xe đạp chưa mọi người? Ở đây đa số là người ta đi bằng xe đạp á.
Con đi ăn cái.